tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Hana của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để tính cái tiền bảo hiểm xã hội của mình tại thời điểm hiện tại. Nếu mà mình quyết định là rút bảo hiểm xã hội một lần thì mình xem coi là mình rút được bao nhiêu tiền. Thì đầu tiên thì chúng ta vào trên web, mình gõ Google ha, trang web của Google, rồi mình gõ từ khóa là tính bảo hiểm xã hội rút một lần, thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều trang web. Thì trong đó chúng ta chọn cái trang web của Luật Việt Nam, hệ thống tính bảo hiểm xã hội một lần. Ở đây thì mình sẽ nhập vào những cái thông tin cơ bản thôi. Ví dụ ở đây, ví dụ mình nhập từ tháng bao nhiêu, tháng 1 năm 2020 đến tháng 8 năm 2020 chẳng hạn, thì mình sẽ nhập vào và mình lấy dữ liệu này ở trên cái VSSID của mình ha. Thì mình có thể tra cứu cái quá trình mà công ty nó đóng bảo hiểm cho mình bằng nhiều cách. Nhưng mà hiện tại thì có cái app trên điện thoại là VSSID, thì chúng ta tra cứu nó dễ, nó nhanh và mình xem trên điện thoại rồi mình nhập qua máy tính nó cũng sẽ dễ dàng hơn ha. Và đây mình đang mở cái trình duyệt VSSID trên điện thoại nè. Các bạn mở lên rồi chúng ta đăng nhập vào ha. Sau khi các bạn đăng nhập vào rồi thì chúng ta sẽ chọn vào cái phần là quá trình tham gia. Đây, chúng ta đợi một tí cho mạng nó load ha. Thì đây là cái quá trình tham gia. Thì chúng ta sẽ nhấp vào cái con mắt, biểu tượng con mắt này nè, là nó sẽ hiện lên cho chúng ta nè, là từ tháng bao nhiêu, ví dụ đây tháng 11 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015. Mình nhập cái đó vào trong cái hệ thống tính bảo hiểm xã hội một lần. Rồi sau đó là mình nhập cái số tiền vào. Đó, mình nhập vào rồi mình nhập tất cả cái quá trình của mình ha, có bao nhiêu thì mình nhập bấy nhiêu. Rồi ở đây ví dụ như mình ở trong cái VSSID của mình nó có nhiều dòng, nhiều công ty khác nhau, mình muốn thêm dòng nữa thì mình bấm vô cái chữ thêm giai đoạn này thôi ha, rất là đơn giản thôi. Thêm giai đoạn này mình có thể bấm vào nó thêm rất là nhiều giai đoạn. Đây. Rồi ví dụ như ai là phụ nữ mà giai đoạn mình thai sản thì mình bấm vô chữ giai đoạn thai sản, rồi mình cũng điền vô giai đoạn hưởng thai sản. Ví dụ mình lấy một số ví dụ xuyên suốt từ năm 2015 đến 2022 luôn nha. Rồi bấm một cái là nó tính ra luôn là 150 triệu 107.314 đồng. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Mình lấy số ví dụ thôi, thì các bạn hãy thử xem coi là con số của mình như thế nào ha. Rồi sau đó chúng ta đưa ra lựa chọn quyết định cho mình, cũng như là mình tham khảo, mình theo dõi coi là mình đã tích góp được bao nhiêu tiền trong bảo hiểm xã hội ha. Rồi có quyết định rút hay không thì tùy theo cái hoàn cảnh, cái trường hợp, tình huống của mỗi người đó ha. Rồi chúc các bạn thành công nha.